livestream của IPA VLVP. Hôm nay chúng mình có một ca lông mày rất là đặc biệt, một ca lông mày rất là khó mà mình muốn livestream để cho các bạn có thể nhìn thấy được cái thành quả sau khi mà sửa lông mày cho em. Em cho chị hỏi em tên là gì và đến từ đâu nhỉ? Em là Linh. Em là Hà Nội. Em là Hà Nội đúng không anh? Linh ơi, cho chị hỏi là vì sao mà em lại biết đến DK và cái lông mày cũ mà em có tình trạng như thế nào mà em lại tìm đến DK nhỉ? Em biết là qua bạn bè giới thiệu. Lông mày cũ của em là em thấy nó bị trổ trong màu đỏ, với cả là dáng em chưa được ưng ý, cho nên em muốn sửa. Ok em, cái tình trạng cũ của Linh là lông mày bị trổ đỏ rất là nhiều, và cái thứ hai là cái dáng thì nó rất là ngang, cho nên là khi mà đến với DK thì mình đã tư vấn cho em là hút mực cũ bằng laser, khử đỏ bằng laser, rồi sau đó mình sẽ làm lại bằng công nghệ mới. Thì trong quá trình mà laser khi cô mắc tại DK ấy, thì Linh có trải nghiệm thì Linh cảm thấy như nào em? Em thấy phun laser khi mà hút thì em thấy nhẹ nhàng lắm, không thấy đau. Đúng rồi, bởi vì là rất nhiều chị em nói rằng là rất là sợ đau là cái đầu tiên này, cái thứ hai là rất là sợ bị cháy lông này, rất là sợ bị bong chóc chảy máu này, tại vì rất là nhiều nơi người ta sử dụng những công nghệ laser cũ CO2 gây bỏng, gây tổn thương, gây cháy xém lông, rồi đau đớn này kiêng khem rất là nhiều. Nhưng ở đây thì Linh không gặp những trường hợp đấy đúng không Linh? Vâng đúng không ạ. Đúng rồi ạ. Đấy là cái sự mà khác nhau rất là lớn giữa DK và những cái đơn vị khác, bởi vì DK là một đơn vị chuyên về vun xăm. Và cái thứ hai nữa là mình đã đầu tư những cái máy công nghệ mới nhất của năm đó, tức là năm ngoái đã vừa ra một công nghệ mới là laser Picomax Pro. Thì cái công nghệ đó thì mình đã ngày nào cập nhật cho DK rồi, và càng ngày thì cái độ rút ngắn lại số lần, tức là ví dụ như những công nghệ cũ thì có thể chúng ta phải hút đến 5-10 lần, thì bây giờ với công nghệ mới thì nó chỉ có khoảng tầm 3-4 lần, và với những cái máy mới hiện nay đôi khi chỉ có 2-3 lần thôi. Thì Linh thì chỉ hút rất là ngắn và đã được làm mới rồi. Linh ơi, hôm nay khi mà em làm là lông mày mới công nghệ Hair Shop, thì trong quá trình làm em cảm thấy như thế nào, thành quả như thế sao? Em thấy rất là ưng ý á. Linh đã được đổi dáng lông mày, lúc đầu là dáng lông mày của bạn rất là ngang, cái thứ hai là dáng lông mày của bạn đấy là nó đuôi ngắn, thứ ba là cái tình trạng của bạn ấy là không có lông. Bạn Linh thì da rất là trắng, rất là đẹp, nhưng mà bạn ấy không có lông mày. Thế cho nên là khi mà mình xử lý sợi xong thì mình đã có một đánh thêm một chút xíu nền nhẹ để cho bạn tạo cảm giác là lông mày của mình nó dày hơn. Và sau khi mà làm xong thì dáng mày mới rất là phù hợp với khuôn mặt, và trông Linh trông khuôn mặt nó có nét lên rất là nhiều. Thực sự là cái việc thay đổi dáng mày nó khiến cho em thay đổi diện mạo rất là nhiều. Và đấy là một cái điều rất quan trọng, bởi vì cái việc mà thiết kế một cái dáng mày sao cho phù hợp với khuôn mặt của từng khách hàng ấy, đấy đòi hỏi là phải có sự nhạy cảm, cũng giống như là phải có gu thẩm mỹ và hiểu được cái khuôn mặt của khách hàng làm như thế nào thì nó là phù hợp. Bởi vì đối với lông mày thì sự phù hợp là điều quan trọng nhất, chứ không phải là mình giống một ai đó hoặc là mình phải giống dáng mày của một người nào đó thì nó không phù hợp. Rất là cảm ơn Linh. Hôm nay thì Linh có cảm thấy hài lòng không Linh? Rất hài lòng ạ. Rất hài lòng. Mong rằng Linh sẽ giới thiệu nhiều bạn bè đến với DK nhé. Cảm ơn em rất là nhiều.